Đây nào, đủ nè, ngon lắm luôn. Mỗi lần ăn á, làm bánh mì phải phải lột sẵn như nè, thương lắm luôn á. Anh hứa là bánh mì là lúc nào cũng là number one. Ăn tại vì lột trái á, không có ăn đâu. Bánh mì phải lột, bánh mì bỏ giúp lóc nè, ăn ngon lắm luôn. Cho nên nào, không có ai mà yêu con bằng mẹ đó. Cảm ơn má mi nhiêu, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Cũng mong mọi người là hãy yêu thương mẹ mình nhiều hơn nha. Bye cả nhà.